Hello anh em, chào mừng anh đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì với thị trường hiện tại thì không biết là anh em đang như thế nào nhờ. Thì nếu mà anh em mà chưa có kế hoạch gì thì có thể xem video này nhá. Thì mình sẽ chia sẻ trong video này là top 3 cái dự án mà chuẩn bị IDO trong thời gian sắp tới, đặc biệt là trong tháng 7 này. Thì như mọi người đã biết ý, thì các dự án IDO mà đặc biệt là cái thời kỳ uptrend thì IDO thực sự là một cái gọi là cái xu hướng để mọi người có thể là thay đổi vị thế của mình rất là nhanh. Nhưng mà khi mà thị trường đã thay đổi rồi, chúng ta phải update và cập nhật thường xuyên liên tục. Thì cái IDO cũng là một cái mà chúng ta có thể xem xét và tìm hiểu kỹ để có thể là chọn những dự án lọc ngắn thật là tiềm năng thì chúng ta mới có thể là có lợi nhuận được. Ok, thì GameFi của 2021, đặc biệt là cái giai đoạn cuối năm là một cái giai đoạn mà thực sự nó rất là bùng nổ, và 2022 thì nó đã có nhiều sự thay đổi rất là nhiều. Nếu anh em nào mà đã và đang sẽ tiếp tục follow cái mạng GameFi này thì mọi người đặc biệt phải lưu ý và cập nhật kiến thức thường xuyên nhé. Ok, không phải để anh em chờ đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu video này nhé. Cái tên đầu tiên mà mình nhắc tới trong cái video lần này đó là chính là Ultiverse. Thì đây là một dự án mà hướng đến mục tiêu kết nối của Web 3.0 với một thế giới tương thức với công nghệ VR, công nghệ thực tế ảo. Thì đây sẽ là một trong những trò chơi blockchain mà AAA đầu tiên. Cùng với đó thì đây là dự án hướng tới MetaFi, có nghĩa là Metaverse cộng với GameFi. Mô hình GameFi mang tính yếu tố Metaverse đầu tiên được xây dựng trên hệ sinh thái của BNB Chain nhé. Hai ngày trước là BSC. Có thể thấy mục tiêu của Metaverse là hướng tới không gian mang đến nhiều tiềm năng và hứa hẹn trong cái thế giới Metaverse. Thì Metaverse này có rất nhiều các điểm nổi bật, mà nó không chỉ là mô hình social Metaverse game kết nối với Web 3 và tương thích với công nghệ VR. Ngoài ra nó còn có nhiều tính năng đa dạng, như là đầu tiên là về có thể là về NFT gallery này. Thì đây là nơi để dùng có thể import các NFT của mình từ các chain khác nhau để trưng bày, thậm chí là có thể bán các NFT mà chúng ta có thể muốn. Nó ngoài ra nó sẽ tương thích với các thiết bị thực tế ảo VR. Về Battle Royale Arena thì người chơi có thể thực hiện các kỹ năng chiến đấu của mình để giành lấy phần thưởng tại đây. Ngoài ra Ultiverse này là nơi để người dùng có thể tương tác giữa các nền tảng DeFi với các cái sàn phi tập trung, và người chơi sẽ được phép lập kế hoạch để xây dựng các dự án và trò chơi tại đây. Thì một cái yếu tố rất là hay nữa của cái dự án này đó chính là về cái marketplace, nơi mà mọi người có thể list hoặc là chơi các NFT, các cái tài nguyên của trong game anh em. Thì đây là một chợ buôn bán rất là lớn trong cái thế giới Metaverse này. Một điều đáng chú ý của dự án nữa là về đội ngũ backer, thì dự án đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới như Definance Capital này, Binance Lab, và có cả ông lớn Three Arrow Capital nữa, cái tên mà anh em rất là quan tâm gần đây đúng không? Và cái số vốn được gọi đến đã là hơn chục triệu đô rồi, cực kỳ rất là nhiều. Và cái vòng public IDO sẽ diễn ra trong thời gian tới, thì đặc biệt là trong quý 3 của 2022 này. Nếu mà anh em mà chưa có thông tin thì mọi người có thể cập nhật ngay bây giờ nhé. Thì mình sẽ để link website của dự án này dưới mô tả video, và anh em có thể follow Bang Bang Gaming để cập nhật các tin tức mới nhất. Thì với mình cũng rất hy vọng là với những điểm khác biệt mà Ultiverse đang hướng tới thì họ sẽ là một cái làn sóng mới cho cái nền tảng GameFi 2.0. Ok, chúng ta cùng chờ đón dự án này nhé. Cái tên tiếp theo đó chính là Stone League. Thì về cơ bản Stone League này là một dự án kết hợp giữa gaming và crypto investing cho các nhà đầu tư giao dịch nhỏ lẻ có khả năng tiếp cận thị trường điện tử với cái rủi ro ít hơn. Thì Stone League này đã tạo ra một cái giao dịch, siêu thị giao dịch nằm trong thế giới cổ đại. Người chơi có thể trở thành tài phiệt trong các cuộc chinh phục của phe của họ và dự đoán thị trường để kiếm được cái mã thông báo ASIC của cái dự án, có thể được sử dụng để đánh quân đội và chinh phục lãnh thổ trên bản đồ chiến dịch kỹ thuật số kiểu trò chơi bằng tương tác của Stone League. Và người chơi giành chiến thắng trong mỗi trận chiến sẽ nhận được các NFT lãnh thổ. Các NFT này trao thưởng cho những người chơi có tên tuổi và phe phái với các đặc quyền trong trò chơi độc đáo và một phần doanh thu từ nền tảng. Thì dự án Stone League này rất là đặc biệt. Họ sẽ tiến hành IEO trên sàn giao dịch tập trung của Huobi, tức là vào ngày 5 tháng 7 tới trên Huobi Dream List, và sau đó sẽ được niêm yết trên sàn Huobi. Thì anh em có thể để ý là gần đây các dự án, đặc biệt là trong cái downtrend này thì nó không được ít nhiều, nhưng mà khi mà đã yêu trên nền tảng Huobi thì mình thấy là nó ít cũng khá là ổn so với các dự án cùng phân ngách trên thị trường. Thì anh em có thể tìm hiểu thêm thông tin nhé. Cái tên cuối cùng mình nhắc tới trong video này đó chính là GEMS Esports 3.0 Platform. Thì GEMS này là một nền tảng tích hợp Esports 3.0, tức là thể thao điện tử, thì trong đó có sự kết hợp của các hệ sinh thái trực tuyến và offline. Thì GEMS này là bốn chữ cái viết tắt của bốn từ GameFi này, Esports,
Metaverse và SocialFi, nền tảng tổng hợp eSports, đã huy động thành công 5 triệu đô và nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều các quỹ đầu tư lớn cũng như là các đối tác về giải pháp và hệ sinh thái, bao gồm các dự án ở mảng GameFi như kiểu Project Seed, này, Fota, DreamQuest, Starburst. Starburst là một dự án về trò chơi AAA. Về hệ sinh thái độc nhất vô nhị của Gem này được thiết kế để trở thành điểm đến duy nhất của các GameFi, đặc biệt là các game thủ crypto và eSports. Họ đến đây để tìm hiểu, kết nối và đắm chìm trong các thế giới GameFi và Metaverse khác nhau. Thì Gem sẽ có tầm nhìn là tạo ra hệ sinh thái eSports tiếp theo từ online trực tuyến cho đến offline và được hỗ trợ bởi Lab Group này, Arena eSports Hotel. Thì với cái liên minh này thì mình tin là Gem sẽ có thể hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong thời gian tới. Một thông tin mà đáng chú ý là Gem sẽ được IDO vào trên các cái nền tảng vào ngày 21 tháng 7 tới. Thì là anh em có thể là follow và cập nhật các tin tức từ giá này nhá. Ok anh em, vậy là trong video này thì mình và mọi người đã cùng tìm hiểu top 3 dự án mà chuẩn bị IDO trong tháng 7 cũng như là trong thời gian sắp tới. Thì đây đều là những dự án mà có những cái điểm mạnh khá là hay và mình sẽ chia sẻ thông tin này với mọi người. Thì mọi người hãy xem đây là những thông tin để mọi người tham khảo, có những góc nhìn mà quan điểm đa chiều hơn và đặc biệt là follow sát cái mạng gaming này. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều đã luôn ủng hộ và đồng hành Bang Bang Gaming. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.